Dạ, mến chào cô chú anh chị. Đang xem em là TK ạ. Em rất là lâu rồi, hơn nửa tháng rồi em mới quay lại kênh để cùng giao lưu với cô chú anh chị. Hôm nay thì em có hai cây bông trang đỏ lá nhỏ trang xưa ha cô chú. Và một số cây trang sen cũng như mai chiếu thủy, nguyệt quế để cùng giao lưu với cô chú anh chị. Em ở ấp An Phú, xã Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng ha cô chú anh chị. Điện thoại của em là 0917899593. Em rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua và rất là mong cô chú anh chị ủng hộ em trong clip này ha. Dạ, em thành thật biết là ơn ạ. Đến với cây số 1 là một cây mai, một cây trang đỏ lá nhỏ trang xưa ha cô chú anh chị. Đó. Dạ, em đo cái chiều cao cái phân tàn ha, nó tròn dữ lắm ha cô chú, giống như một cái nấm vậy ha. Như vậy nữa là 39 nha cô chú. Tán rộng của em nó là 1m3 ha cô chú. Đó. Cái này có chủ nhà chỉnh sửa nhẹ. Vâng, nó chỉnh sửa rồi cô chú ơi. Này có bụi nha cô chú. Tổng hoành của nó là 90 á cô chú. Tổng chiều cao em nó là 1m4 ha cô chú. Cái này ai chốt nguyên cặp thì cũng có giá hữu nghị, nếu chốt một cây thì nó có giá khác. Như cây số 1 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 3.300.000. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi. Cây số 2 á cô chú. Đó. Có một bên nó, bên này nó ít bông hơn là lý do tại vì hồi lúc trước nó nằm ở trong gập hết cô chú. Không vấn đề gì ha. Nữa về thì mình ra ngoài nắng là nó sẽ đều bông như vậy hết trơn hết cô chú. Đó. Rất là đẹp ạ. Dạ, chiều cao của em nó cũng khoảng 1m. Khoảng 1m4 nữa ha cô chú. Không chịu. Dạ, hai cây nó bằng nhau. Tán rộng của em nó là khoảng 1m4 nữa, 1m4 nữa nha cô chú. Đó. Cây nó rất là đẹp nha cô chú. Cây này thì cái thân nó gom ha. Dạ, như vậy đây là nó là 28. Dạ là 3.3 triệu ha cô chú, nếu cô chú chốt cặp thì em để chẵn 6 triệu ha. Đó. Rồi, đổi cây luôn. Ở xuống đi. Đất không à, đất 100% luôn. Mới bứng lên gì ạ? 1, 2, 3. Thông cảm với cô chú hơi nặng. Dạ, mã số 3 ha cô chú. Mã số 3 là một cây mai chiếu thủy kim giòn ha cô chú. Đó. Hôm nay thì cây đâm tược rất là khỏe rồi, cây bông dữ lắm rồi. Dạ, chiều cao của em nó khoảng 1m8 nha cô chú. Tán rộng của em nó là 1m2. Hoành thân của em nó là 39. Dạ, lúc này thì phí ship nó rất là mắc ha cô chú. Cô chú anh chị cũng thông cảm cho em ha. Dạ, cây mã số 3 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa đó là với cái giá là 3.500.000 ha cô chú. Em bao phí ship ha.
Dạ đến mã số 4. Mã số 4 là một cây mai chiếu thủy lá lớn nha cô chú. Đó. Chiều cao của em nó là 1m2. Hoành thân của em nó là 3.9. Dạ cây mã số 4 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có giá là 850.000. Em bao phí ship mã số 4 nha cô chú. Dạ mã số 5. Mã số 5 là một cây khế tàu hả cô chú. Cây khế tàu lùng lực dáng co lắc hả cô chú. Trái dữ lắm rồi. Nè bông nè, đợt này nó đang ra đợt bông dữ lắm nè cô chú. Đó, dáng cò lắc rất là đẹp. Dạ chiều cao của em nó là 1m thế cô chú. Hoành thân của em nó là 78 nè cô chú. Đó. Dạ cái khế tàu này có giá là 3 triệu nha cô chú. Em bao phí ship ha. Rồi đổi cây. Dạ đến với mã số 6. Số 6 là một cây trang sen hết cô chú. Một bụi ha. Chiều cao của em nó là 1m03. Tán rộng của em nó là 83. Hoành bụi của em nó là 39 đó cô chú. Đó. Nó lời mạnh. Dạ bụi này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 1.350.000 hết cô chú. Số 6, số 7 hả cô chú. Số 7 là một cây mai chiếu thủy kim giòn. Chiều cao em nó là 98. Hoành thân ngay vị trí này hả cô chú là 38 nha cô chú. Bộ đế hết biết bộ đế luôn. Đó. Hoành đế nó là 1m03. Dạ cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa trên toàn quốc có cái giá là 1.400.000. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0917899593 ha cô chú. Tới với mã số 8 là một cây trang sen nữa ha cô chú. Đó. Cây trang sen nó có hai thân mà liền bể hả cô chú. Chiều cao của em nó là 57. Em đo nguyên cái bể gì hả cô chú, bể đặt ha. Dạ nguyên bể nó là 35. Đo thân đại diện hả cô chú là 15. Có bông. Cây này thuận bứng về hơn khoảng 10 bữa rồi. Dạ cây mã số 8 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 750.000. Dạ đến với mã số 9 là một bụi mai chiếu thủy kim giòn hả cô chú. Chiều cao là 1m06. Hoài vậy. Hoành thân là 38 nha cô chú. Đó. Cây đọt ra bông nha cô chú. Cây này có cái giá là 650.000 nha cô chú. Dạ cây số 10. Cây số 10 là một cây trang sen. Một cốt nha cô chú. Chiều
chiều cao là 61. Gió nó hơi bị ù, cô chú thông cảm nha cô chú. Hoàn thân là 16. Dạ, cây này em xin ba sao giao lưu với cô chú anh chị có giá là 600.000. Em bao phí ship nha cô chú. Dạ, cây số 11 là một cây mai chiêu thủy lá lớn da đen. Có trái. Chiều cao của em nói là 1m2. Hoành thân em nói là 32 ha cô chú. Đó. Cây mai chiêu thủy số 11 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 900.000 nha cô chú. Rồi đó cây. Dạ cây số 12 là một cây trang sen đó ha cô chú. Cây này với cây số 10 hồi nãy là một cặp ha cô chú. Chiều cao là 61. Em đo cái hoành cái một thân của nó thôi ha. Hoành thân ngay vị trí này đó là 20. Trang sen hả cô chú. 650.000 nữa cô chú. Đó. Dạ, cây số 13 là một cây chanh. Chanh bông tím hả cô chú. Đó. Cành bay của em nó là 47. Chiều cao của em nó là 19. Hoành thân của em nó là 27. 550.000 hết cô chú. Nhanh, ga bông là ga trái đó, ga bông là, ủa ga đọt là ga bông, là ga bông là đậu trái. Cây chanh bông tím số 14. Chiều cao của em nó là 42. Hoành thân của em nó là 24. Đó. Bồ đế hết quá khứ bồ đế luôn. Vừa chơi kiển vừa ăn trái ăn lá luôn. Dạ, cây này thì em xin báo giá cô chú anh chị có giá là 550.000. Bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú. Cây số 15 cũng là một cây chanh bông tím nha cô chú. Trong clip này thì em có 4 cây chanh ha cô chú. Chiều cao của em nó là 48. Cành bay của em nó là 39. Hoành thân của em nó là 20. 500.000 ha cô chú. Rồi, đổi cây. Dạ cây mã số 16. Cũng là cây chanh bông tím nha cô chú. Chiều cao em nói là 67. Quên. Tước hoài cái bệnh này, bệnh chữ nổi. Hoành thân là 22. Dạ. 550.000 nữa nha cô chú. Dạ cây mai chiêu thủy mã số 17. Chiều cao là 82. Chiêu thủy là kim giòn. Quên. Hoành thân là 35, cây kim giòn hả cô chú. Hoành thân là 35, chiều cao là 82. Có giá là 600.000. Dạ. Quá ghẻ luôn. Dạ, cây số 18 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm hết cô chú. Cây này thì chủ nhà người ta vô hết một nước dây, mình chỉ về nhà là mình tỉa sữa vô chậu, tỉa sữa chơi thôi ha. Cây nó cũng gần thành phẩm hết cô chú. Cây này là qua một nước dây hết trơn rồi, chiều cao là 1m4. Nè, người ta vô dây còn dây chị em còn để luôn. Hoành thân là 22.
Đó, coi với chị. Dạ, cái này em xin báo giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 950 ngàn hả cô chú? Em bao phí ship nha. Dạ, cây số 19. Cây số 19 cũng là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm hả cô chú? Cái lô này thì mua được ông chủ nhà ông vô nước dây hết trơn hả cô chú? Cô chú anh chị yên tâm là về chỉ cần mình vô chậu là mình chơi thôi. Chiều cao là 1m17. Gấp quá em mới đem về nên em chưa xịt rửa gì hết trơn. Dạ, hoàng thân ngay vị trí này đó là 25. Dạ, cái mã số 19 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 800 ngàn. Em bao phí ship nha cô chú. Dạ, cây số 20. Cây số 20 là một cây ma nguyệt quế lá sắn bông chùm nữa ha cô chú. À. Chiều cao em nó là 1m13. Nó có hai cành ha. Em to đo đẫm cái ngày ghế là 38. Đó cô chú anh chị xem nha. Em chưa có móc đế gì nhiều ha cô chú, khai thác đế ha. Dạ, cây mã số 20 này thì em xin giao lưu cho cô chú anh chị cũng có giá là 850 ngàn ha cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, cây số 21 cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm hết cô chú. Đó, người ta vô tay hết trơn, sẵn trơn bẻ tay chỉ trơn. Cây này quấn cũng khó lắm, đi cũng khó lắm. Chiều cao là 1m35. Nó có hai thần hả cô chú. Tổng hoành bệ của nó là 35. Đó. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có giá là 1.050.000. Cây số 22 là một cây nguyệt quế nữa nha cô chú. Nguyệt quế lá sắn bông chùm hả cô chú. Đó. Chiều cao của em nó là 1m13. Hoành thân của em nó là 24. Dạ, cây số 22 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 750 ngàn. Rất là mong cô chú anh chị ủng hộ em nhiệt tình hả cô chú anh chị, đặng em có động lực đi kiếm hổng gài lâu quá mới được luôn. Dạ, cây số 23. Cây số 23 là một cây nguyệt quế nữa, lá sắn bông chùm nữa hả cô chú. Chiều cao là 1m5 hả cô chú. Còn cái cạnh này đó là 1m17. Nó đúng thế luôn hả cô chú, nó nằm á. Bạn thân ngay vị trí này là 22 hả cô chú. Đó. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 1.000.000 đồng nha cô chú. Cây số 24 là một cây mai chiếu thủy. Lá lớn. Lá lớn da đen hả cô chú. Đó. Hình cái dù hả chú cô chú. Chiều cao là 1m6. Này nó ra thêm một lần đọt nữa là nó ấm tàn là để cây dù làm đúng bài bản cây dù luôn. Tổng quanh cụm của nó là 70. Đó. Dạ, cây mã số 24 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 1.600.000. Em bao phí ship nha cô chú. Rồi, cây số 25 cũng là cây cuối clip luôn. Cây số 25 là cây kim giòn của chú ơi.
Dạ, chiều cao là 87. Mình thân em đo trên này đi cho nó ngay này. Ngay vị trí này đó là 25. Cây 25 này cây rất có duyên hả cô chú. Đó. Dạ, cây này thì em xin báo giá với cô chú anh chị có giá là 650.000. Dạ, nó cũng là cây clip. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn Hoàng Em. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ trong chung lúc này ha. Clip thì em xin chúc cô chú anh chị có nhiều niềm vui. Em xin nhắc lại địa chỉ em là An Phú, là Tây Ký Sách Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0917 899 593. Rất là cảm ơn cô chú anh chị ạ. Mến chào cô chú anh chị.